Bảo Bảo chào ông bà cô chú và các bạn và anh chị nha. Nay Bảo Bảo sẽ đi chặt cái dừa mà sắp ra làm cái chặt Bến Tre khoai lào cho cả nhà cùng coi nha. Nên mấy cái thằng sư đệ nó bẻ lầm mấy cái dừa luôn cả nhà. Dừa gáo to lắm nha. Nay Bảo Bảo sẽ chặt hai trái dừa cứng nạo này để làm cái chặt Bến Tre nha. Cái món này chắc ở quê mới biết làm chứ ở thành thị chắc không biết ăn món này đâu. Chà, dừa gáo bự cái gì. Để nước lại uống nha, còn chỉ xài cái thôi. Ủa có cái đâu gì đó đựng đựng ta. Nắng muốn đổ lửa luôn trời. Lấy cái trái gì rồi gọt hết cái phần này rồi sắt nha. Nhỏ thôi cái nè. Thay thì mập mà ngồi trong hổm hồi chắc chết. Quá trời nắng. Làm hai cái dừa là chắc hơi bị nhiều ạ. Đá không thì gửi mình đợi cũng được. Cái dừa bị Trang ăn rồi ha. Nè. Ta chuyên nghiệp ta cải chứ vừa thấy dễ ghê vậy mình không chuyên nghiệp mình cải nó khó.
Đây mới vừa rồi phải gọt sạch gì á cả nhà. Cái món này là ngày xưa là gia đình bỏ bảo khó khăn lắm, lúc mà còn nhỏ ở chung với ba mẹ, là khi không có đồ ăn cơm là bẻ dừa gì rồi lấy nước uống, rồi lấy nước cho ăn cơm ăn, rồi lấy cái này để kho nha, kho cho mặn mặn rồi ăn chung vậy đó. Mà hồi xưa sống vậy thì bố bảo thấy rất là vui. Rồi bây giờ thì lớn lên rồi bon chen với cuộc sống không có được vui như hồi nhỏ nữa cả nhà, với lại mình giờ gánh nặng hơn hồi xưa nữa, xưa sống vô tư lắm. Món này lâu lắm mày bỏ bảo mới ăn lại nha. Trái dừa là bỏ bảo không có bỏ gì hết nha. Nhà có mấy cây dừa là tới dừa rụng rồi là khô rụng rồi bỏ bảo cũng chuốt lấy cọng để bán luôn. Làm cái chạch kho tàu. Làm cái chạch kho tàu. Con ăn thử cho biết. Con thử cho biết. Đây, này bỏ bỏ sẽ sắc ra nha. Chưa gì hết mà thằng lính nó dặn để kêu làm á, chiều cho nó xin mồi nha. Này, cái dao này nó hơi mỏng, phải lấy cái khớp sắt á mà. Có gì ăn cũng được. Bữa trưa hầm lắm mà cả nhà. Cái này nóng nực. Con đi mở mấy cái cửa sổ ra hết đi Hân ơi. Mở cửa sổ này ra cho mẹ. Cho mẹ à? Ừ, chịu hết nổi rồi. Mẹ ngồi đây mình mảnh miệng nhẹp cái chân. Gọt thì mình sắc giống như mình làm mướp dừa vậy đó cả nhà. Mà cái này cũng không có ai mà chỉ cái nhà, tại mình hồi xưa rồi của ông bà làm sao rồi giờ mình học theo mình làm cái trang vậy. Món này ít ai ăn lắm. Mà cả nhà có dừa làm thử cho bảo ăn thử nghe cả nhà. Ok. Bữa nào mình có uống nước dừa còn lấy ra cái mình làm thử là ăn cho biết nha. Nói chung là nó cũng không được ngon gì mấy đâu, nói ngon là nó không đúng, rồi tới kho lên nó mặn mặn ngọt ngọt rồi nó béo béo vậy thôi. Nói ngon thì nó cũng không ngon lắm đâu. Tại cuộc sống hồi xưa mình không có ăn thì mình làm mình ăn vậy đi thôi chứ không có gọi là món gì đặc sản gì đâu nha. Vụ bào dừa này bảo cũng gọi là hay đó nha. Vì hồi lúc trước là bảo có đi bào dừa mướn nha. Đi bào là gọt cái phần mặt này nè.
có bào cơm vừa mướn hay cả nhà. Rồi bây giờ cái cơ sở nghỉ rồi bảo bảo không có đi nữa. Nhầm nha, vừa bị cha ăn ngọt mà vừa bị cha ăn gặp mấy trái dừa mà bị Trang ăn uống nước bị chị nhức đầu nghe cả nhà. Hai trái mà hết trái bị Trang ăn rồi. Cho ăn nhưng mà cái cơm nó xài được. Mẹ. Hả? Mày ăn đau bụng không? Thế vậy? Sợ đau bụng không? Ăn dừa gì đau bụng? Trái ngọt á. Nãy giờ ăn cứng không hả? Trúng cái vừa Trăng ăn đó hả? Vừa cứng á. Vừa này vừa cứng cãi mà không cứng vậy. Cả nhà có làm thử cái dừa kho này nhớ làm trái thôi nha. Hai trái thì nhiều lắm mà. Nhiều khi ăn không mà không thích ăn cái ăn không hết. Này bảo bảo làm tới hai trái này nó hơi nhiều bị nhiều. Bởi vì thằng lính nó dặn cho nó miếng rồi bảo làm luôn. Thôi mà giờ dư rồi, cái này để ăn không đi. Vừa chán ăn ăn ngọt. Tự nhiên qua cả nhà. Rửa xong rồi là không có rửa nữa nha. Cắt gì rồi là không rửa nữa. Trái dừa bắt đầu mình đổ vô, mình không có cần cháy tỏi mỡ rồi đâu nha. Mình chỉ ớt là mình kho thôi. Trái dừa này là mình không có cần bỏ bột ngọt nhiều đâu nha cả nhà. Trước tiên là bỏ đường. Trước tiên là mình bỏ đường thôi nha. Mình bị cái loại này là nó phải ăn ngọt rồi mình bỏ đường hơi khá khá một tí nha. Mình phải cho nó một tí nước màu, bảo bảo không ăn nước màu dừa nha, bảo bảo chỉ thắng bằng đường thôi. Mình phải bỏ vô cho nó vàng vàng, nó giống như là mình làm cá chạch kho thiệt vậy đó. Rồi dưa nó bự rồi.
ví dụ như mình mua nước mắm thì bỏ nước mắm, còn không lấy thì bỏ tí muối nha. Bỏ muối thì một tí rồi hồi kẹp bỏ vô một miếng nước mắm nữa, cũng cho hạt nêm vô luôn, cũng giống như mình kho vậy đó, mà bột ngọt thì mình xả ít lại nha, ngọt chỉ bỏ tí thôi. Đây, bỏ tí bột ngọt thôi, vì cái loại dừa là hồi đó giờ không có xào bột ngọt nhiều nha, ngon chết thôi, bỏ cho có thôi. Còn mình cũng như vẫn xài nước mắm luôn, hồi nãy có bỏ muối rồi, bây giờ mình bỏ nước mắm ít lại. Đây là Bảo Bảo kho vừa xong rồi nha. Đó là món cá chạch kho tàu Bến Tre đây nha. Bảo Bảo bới một tô cơm luôn. Nên Bảo Bảo ăn review thử rồi, lâu lắm rồi cũng không được ăn món này. Hân ăn đi. Tao gắp thử miếng cá chạch Bến Tre ăn thử coi. Đã ăn thử mà đã con nhỏ lớn chưa từng ăn lấy gì biết. Gắp ăn thử rồi. Tao ăn thử rồi, nhỏ lớn chưa từng ăn luôn á. Bởi vì hồi lâu lắm rồi, từ hồi nó lớn tới giờ Bảo Bảo đâu có làm cho nó ăn thử lần nào đâu. Ngon. Ok, nhét nát nữa. Ăn chung với cơm đi. Rồi. Kho dừa chín thì giờ lâu quá không ăn, để ăn lại cái mùi vị nó có giống ngày xưa không. Uống nước dừa nha, hồi nãy chặt hai có hai trái dừa làm đá uống luôn. Mới gồm với sáng vậy này chắc ăn không nổi quá. Chỉ ngọt ngọt mặn mặn thôi chứ cũng không có gì là ngon đó.
nhưng mà ăn với cơm được lắm nè. Không muốn quẹt cái giống lần phút rồi.